Em mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay vào buổi trưa em có mặt tại dòng sông, em quay những chiếc xà lan qua lại tại cái dòng tàu ủi cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Và em cũng mến chúc một ngày mới cô chú anh chị và các bạn an lành. Và đây là một chiếc xà lan hầm của Đồng Nai. Bọt nước lớn hôm nay buổi trưa cho nên rất là nhiều xà lan chạy xuôi ngược trên kênh Chợ Gạo này luôn, chạy về dòng sông Dọc Ngày Hôm và về sông Tiền. Những xà lan này chạy về các tỉnh không các bạn? Đây có một chiếc xà lan cát nữa, ô chạy đá chứ, xà lan đá. Buổi trưa hôm nay trên kênh Chợ Gạo vào nước lớn cho nên những xà lan qua lại rất là nhiều luôn, về các tỉnh miền Tây Nam Bộ các bạn. Chiếc tàu dầu là chạy về hướng Long An nè, còn một chiếc xà lan xanh này đang chạy về hướng dòng sông Dầm Kỳ Hôm, chạy đối diện song song với nhau, và phía sau là tàu đổ ủi chở những khối đá. Rất là nhiều xà lan chạy luôn. Vừa chạy qua cầu Chợ Gạo lớn, Chợ Gạo ở Tiền Giang miền Tây luôn các bạn. Và đây là có một chiếc xà lan hầm tàu đầu ủi, phía dưới là tàu dầu, ba chiếc chạy song song với nhau rất là đẹp luôn. À, đây một chiếc xà lan của An Giang rất là đẹp luôn. Và phía dưới một chiếc tàu dầu của Bến Tre. Đây có một chiếc tàu ủi rất là nhiều khối đá mi luôn các bạn.
Thì cái bon này của Bình Dương, con sắt này của Bình Dương à, và rất là lớn, chở nhiều phôi đá lắm. Thường thường những cái bon sắt này chở đá rất là nhiều luôn. Và đây là tàu đồ ủi của Long An. Đây là một chiếc xà lan của Sài Gòn mạng lưới là 28. Rất là nhiều mẫu xà lan này chở hàng khô, cát rồi chạy trên dòng sông rất là nhiều luôn. Và đây là một chiếc xà lan của Tiền Giang rất là mới luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.